Xin chào mọi người nhé. Chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của Lộc ơi. Thì đêm nay là đêm Trung thu mọi người. Lộc dạo một vòng quanh thành phố Bảo Lộc xem mọi người đón Trung thu như thế nào nhé. Đây là khu vực quảng trường này. Người dân đi chơi Trung thu khá là nhiều luôn. Hiếm khi mà Bảo Lộc có cái lượng xe đông như thế này á mọi người. Đây là cái khu vực sầm uất nhất để ăn uống á. Ai mà du lịch Bảo Lộc thì đây có thể là một trong những cái địa điểm mà mọi người có thể ghé qua nhé. Rất là nhiều quán đồ ăn vặt, quán nhậu, cũng như những cái quán trà sữa, món nướng rất là ngon ở đây nhé. Đường Bảo Lộc hôm nay thì cũng khá là đông này, nhưng không bằng Sài Gòn đâu mọi người. Wow, ở đây có người băng qua đường hơi nguy hiểm nha. Chạy xe ở Bảo Lộc thì mọi người cũng nên cẩn thận. Ở Sài Gòn thì chúng ta đi là cứ nối đuôi nhau đi thôi. Còn ở Bảo Lộc là lâu lâu băng qua đường khá là sợ luôn mọi người. Ở dưới đây hình như có một đoàn lân đang múa này, làm kẹt cả đường luôn. Mọi người hôm nay đi chơi Trung thu khá là đông luôn này. Đấy, ở dưới đây có một cái đoàn lân mà làm cho đường nó bị kẹt xe luôn. Để xem cái đoàn lân này có lớn không nhá mọi người. Ở Bảo Lộc thì mỗi tối Trung thu ấy, rất là đông các đoàn lân ra đường nhé. Nó rất là đông vui mọi người. Đoàn lân này cũng khá là đông người ấy. Ở Bảo Lộc thì tối nào cũng nghe tiếng trống múa lân hết. Và mọi người đi xem đoàn lân cũng khá là đông rồi. Chợ mấy đứa con nít đi xem múa lân thì quá là tuyệt rồi. Trung thu năm nào thì bọn con nít cũng khoái đi xem múa lân đó mọi người. Đây là những cảnh hiếm hoi về Bảo Lộc và kẹt xe này. Không khác gì Sài Gòn đúng mọi người. Khí ở đây khá là náo nhiệt luôn, rất là nhiều người đi theo đoàn lân để xem này. Lộc nhớ thời xưa thì vào dịp Trung thu thì chỉ có một đoàn lân của nhà thờ tổ chức thôi, chứ nó không nhiều như hiện nay đâu mọi người. Ngày xưa múa lân nó có giá trị lắm. Vào dịp Trung thu mới được xem múa lân thôi. Mà người ta múa cũng khá là bài bản. Còn bây giờ thì rất là nhiều đoàn lân này. Tối nào cũng thấy đi múa khắp các nẻo đường luôn. Đây, ở dưới đây thì đoàn lân đang đứng kẹt cả đường. Thật sự cái không khí kẹt xe đối với người dân Bảo Lộc là khá là thú vị giống mọi người. Còn ở Sài Gòn thì ngày nào cũng gặp ấy. Wow, cái con rồng nó dài ghê không? Đấy, mọi người đứng lại nhìn ngắm cái con rồng khá là tuyệt. Đây kẹt xe luôn. Đây là ngay trung tâm chợ Bảo Lộc rồi mọi người. Những cái đoàn lân đang tụ hội ở đây khá là nhiều luôn. Hình như ở đây sắp múa rồng với lại múa lân này. Để Lộc chạy vô xem khung cảnh người ta múa lân như thế nào nhé. Để mọi người dừng lại để nhìn ngắm múa lân khá là đẹp luôn.
Ngày xưa thì con nít rất là háo hức mùa trung thu. Còn bây giờ thì người lớn cũng rất là thích thú nha mọi người. Ai mà có bầu dẫn đi xem múa lân ở Bảo Lộc cũng khá là tuyệt vời nhé. Không khí thì se se lạnh, diện cái bộ áo ấm dày dày vào là đi xem múa lân quá là tuyệt vời luôn. Ở Sài Gòn thì làm gì có cái không khí này mọi người. Sài Gòn thì khá là nóng nực luôn. Còn ở Bảo Lộc thì không khí thực sự là mát mẻ. Tối đêm trung thu hình như nhiệt độ có khoảng 18 đến hai mấy độ thôi. Này mang áo ấm, áo len. Người Sài Gòn thì rất thích mang áo ấm dài nhé, nhưng mà không có điều kiện. Còn lên Bảo Lộc và Đà Lạt thì được mang áo len hoặc là áo ấm thì khá là tuyệt luôn. Mọi người nhìn thấy rất đông các bạn trẻ dừng ở đây để xem múa lân này. Lộc cũng đu đeo dừng lại ở đây để xem múa lân như thế nào. Đây là ngay trung tâm thành phố Bảo Lộc nha mọi người. Những cái hình ảnh này đối với người dân thì khá là quen thuộc rồi. Những bạn nào mà quê ở Bảo Lộc có xem video này thì nhớ comment bên dưới ủng hộ tinh thần cho Lộc nhé. Đấy, người ta chuẩn bị múa rồng rồi. Vì cái lý do bản quyền ấy, nên Lộc sẽ tắt tiếng trong múa lân ở đây. Đây, vào gần hơn một tí để xem múa lân có tuyệt vời không mọi người. Càng ngày thì mọi người tập trung ở đây càng đông này. Trời Bảo Lộc ngày trung thu cũng có mưa mọi người. Mưa rắc rắc này. Vào gần hơn quay cho mọi người xem nhé. Trung tâm Bảo Lộc này thì tối nào cũng rất nhiều đoàn lân tới đây múa, rất là vui nhé. Đó, mấy đứa con nít nè ngồi đây xem múa lân là khá là tuyệt vời luôn. Múa rồng ấy mọi người. Cảm giác chơi trung thu cũng khá là tuyệt vời đúng không? Rồi Lộc sẽ quay cái cảnh múa lân để mọi người cùng thưởng thức nhé. Nếu mọi người thấy video hay thì nhớ like và đăng ký kênh của Lộc ơi để đón xem những video mới nhất trong chuyến hành trình của Lộc ơi. Cảm ơn mọi người.